Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng kem chống nắng làm sao cho có hiệu quả nhất để chống lại những cái vấn đề về da như nám, sạm tàn nhang, da đen và da không đều màu. Xin giới thiệu một chút, mình là Hằng, mình là chuyên gia tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng kem chống nắng sao cho có hiệu quả nhất. Sản phẩm mình đang cầm trên tay đó là kem chống nắng vật lý Multi Sunscreen có chỉ số SPF 50+ và PA 3+. Tên đầy đủ của sản phẩm này là Multi Sunscreen, được sản xuất bởi công ty LB Cosmetics Hàn Quốc và được nhập khẩu độc quyền phân phối bởi công ty ANB Việt Nam. Sản phẩm này có đầy đủ giấy chứng nhận của Cục Dược Mỹ phẩm Hàn Quốc và có giấy cấp phép của Sở Y tế, Bộ Y tế Việt Nam. Sản phẩm này có công dụng vô cùng tuyệt vời. Đây là loại kem chống nắng vật lý nên rất phù hợp với các làn da như là da dầu, da thường, da hỗn hợp, đặc biệt an toàn cho mẹ bầu, mẹ bỉm và những làn da mỏng manh và nhạy cảm nhất. Điểm khác biệt của cái sản phẩm kem chống nắng này so với các sản phẩm khác có mặt ở trên thị trường đó là nó có cái USP độc nhất, vô cùng hữu dụng cho da, đó chính là xóa nhăn, làm trắng da, thay được kem lót, kem nền và cấp ẩm, giữ da, xóa nhăn rất là hiệu quả. Để sử dụng cái sản phẩm này hiệu quả nhất thì chúng ta cần tiến hành các bước như sau. Đó là bước 1, sau khi chúng ta được làm sạch da và chúng ta sử dụng các sản phẩm như là nước hoa hồng, serum và một loại sữa dưỡng. Ở đây thì mình dùng cái bộ sản phẩm của Đánh Thức Thanh Xuân, cũng là cái sản phẩm của công ty ANB Việt Nam. Sau khi được làm sạch thì chúng ta lấy một lượng vừa đủ. Bước thứ 2 nhé, các bạn lấy một lượng vừa đủ lên tay, tầm khoảng bằng một hạt đậu đen. Chúng ta chấm đều khắp mặt. Và tuyệt đối đừng bỏ qua cái vùng cổ nhé. Sau đó chúng ta vỗ đều. Bước thứ 3 là chúng ta dùng các đầu ngón tay vỗ đều để cái kem được thẩm thấu vào da một cách tốt nhất. Chúng ta lấy thêm một cái lượng nhỏ, cái lượt ở lượt thứ 2 thì chúng ta lấy thêm một cái lượng nhỏ vừa phải thôi, chấm đều lên cái mình thường dùng là mình chấm lần thứ 2 trên cái phần gò má là cái phần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất. Và chúng ta cũng thường bị nám, sạm tàn nhang ở khu vực này đúng không ạ? Chúng ta vỗ đều ở hai phần gò má. Chúng ta cần lưu ý như thế bởi vì khi lần da tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì cái kem chống nắng này sẽ giúp chúng ta bảo vệ làn da toàn diện và tốt nhất. Chúng ta nên vỗ nhẹ nhàng nhé, để cái kem chống nắng thẩm thấu đều hơn và tốt hơn. Để sử dụng kem chống nắng tốt nhất thì chúng ta lưu ý là chúng ta cần dùng đúng, dùng đủ và dùng đều mỗi ngày nhé, để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất và cái kem chống nắng phát huy hiệu quả của nó một cách tốt nhất. Bản thân mình trước đây cũng đã sử dụng và trải nghiệm khá nhiều loại kem chống nắng ở trên thị trường. Thế nhưng mà đến khi sử dụng cái loại kem chống nắng này thì thực ra mình mới thấy thực sự là nó phát huy được cái hiệu quả của nó. Da mình trở lên đều màu hơn, những cái vết nám tàn nhang ở hai bên gò má này đã mờ đi rất nhiều và không còn những cái tình trạng chảy xệ như trước đây. Chỉ sau khoảng 2 tuần sử dụng thôi là cái làn da của mình đã thấy cải thiện rất là rõ ràng. Da thậm chí không còn cái tình trạng mà bong chóc. Đấy. Và da cái nâng tông và mịn màng rất là rõ rệt. Cái sản phẩm kem chống nắng mình đang dùng này thì nó rất là an toàn và rất là hữu dụng. Tuy nhiên là mình không biết là nó có phù hợp với làn da của các bạn hay không, thì các bạn hãy trực tiếp liên hệ mình qua số Zalo 0986 698 739, hoặc là các bạn inbox, các bạn comment ở phía dưới để mình có thể tư vấn, hỗ trợ và đồng hành các bạn để giải quyết những cái vấn đề mà da của bạn đang gặp phải như nám, sạm tàn nhang, ngăm đen hoặc là không đều màu nhé. Hãy liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ và đồng hành cùng bạn. Chúng ta có thể trò chuyện và chia sẻ cùng nhau để giải quyết những vấn đề về da. Và các bạn có thể đăng ký cái kênh YouTube của mình để nhận thêm những cái thông tin và kiến thức chăm sóc da an toàn và hiệu quả nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và chia sẻ, theo dõi và đồng hành cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào.